còn quá trời xe ghe này nó qua không được. Tạm nước vô Trà Lan nước văng vô Trà Lan nước vô Trà Lan trời ơi quay cái cảnh này quá
tuột lại đó. Còn đây là ở trong đây nó còn mấy chiếc nữa nè. Đó. Đây là cái nước xui từ trong ra. Đây đây. Để trả lời. Rồi tiếp tục là những chiếc xe. Tiếp tục xà lan qua đóng 10 cửa. Các bé trà Vinh. Xà lan xà cá. Bây giờ bạn nhìn vô đó, đi vô thì định là nó lại nước ngọt.